nhà cả nhà ơi, em vừa đi chợ về đây. Hôm nay em sẽ mua đồ này để làm bún đậu mắm tôm nhá cả nhà nhá. Hôm nay đi mua có mẹ không làm đậu mì này cho con ạ. Đó, nay mẹ mua đây. Nay con gái muốn ăn thịt bò xào với mì. Với mì xào với cả rau cải ngọt nữa. Mua tai lợn nữa này để luộc làm món đậu mắm tôm. Đây bố đậu này cả nhà. Đấy. Giờ bắt tay vào làm nhá. Ừ. Nhà ơi, bún đậu nhà em sắp được rồi đây ạ. Em đang rán đậu đây. Đậu rán chỉ chín tới thôi nhá. Đậu rán thì chỉ chín tới thôi, chứ rán kỹ quá thì ăn nó khô. Hôm nay mát trời nhà ăn mẻ bún đậu mắm tôm rất là hợp lý cả nhà. Hà Nội chiều nay sáng nay mưa to, giờ bị tạnh. Em người thịt em đang luộc sắp được cái tai lợn. Và đây là món thịt bò này tí nữa em xào với rau cải ngọt ý. Tí lại mì tôm cho hai con ăn. Hôm nay hai con đổi bữa không ăn cơm. Cả nhà thì bố mẹ thì ăn bún đậu mắm tôm, còn các con thì ăn thịt bò xào tí mì tôm. Đậu em rán sắp xong rồi. Ngon chưa? Đậu rán chín tới rất là ngon. Ngày mát trời thì ăn rất là ngon này cả nhà. Bún đậu mắm tôm là món yêu thích của em đây. Hồi xưa thì em không ăn được mắm tôm đâu. Hơi cái mùi mắm tôm hồi nhỏ rất là tinh. Hồi đến mẹ mua về chấm với thịt thì em sợ luôn. Xong rồi dần em ăn thử, dần nghiện luôn cả nhà. Mẹ cũng rất thích ăn đậu nữa, tuần 2 bữa đậu, 3 bữa đậu nữa. Thì em pha nước chấm và mắm tôm này. Thì em chưng lên cho nó đảm bảo nhá. Cho ít dầu ăn rồi này. Thật ra là chấm trực tiếp pha cũng được ấy. Nhưng mà thôi buổi tối thì em ăn buổi tối nên để chưng lên tí cho nó đảm bảo. Nhưng hồi xưa nhà em thì mẹ em hay làm mắm thì em vẫn ăn trực tiếp được. Bây giờ đi mua ở ngoài thì không biết là có vấn đề gì không thì cứ chưng ra đây. Cho tí dầu ăn và chưng lên. Sùi lên một nhỏ. Mắm tôm thật, mắm tôm thơm lắm. Em nghiện cái mùi mắm tôm này cả nhà. Cho thêm tí dầu ăn nữa nhá. Thơm quá. Đấy, sôi rồi. Để em đổ ra. Đây. Em đổ mắm tôm vào này. Bắt chanh nhá. Cho tí đường vào nữa này. Cho lấy ngon đường. Mắm tôm. Mắm tôm thơm lắm đấy các con ạ. Các con người không quên.
mễ trưng lên, mùi đặc trưng của mắm tôm đấy. Ngon chưa cả nhà ơi? Đấy, em đã pha thành công món mắm tôm để chấm bún đậu nhá. Xin chào các bác. Xin chào các bác nhé. Hôm nay chúng ta sẽ ăn trộn coca và bún đậu mắm tôm. Bún đậu mắm tôm và cơm nước mía. Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đến với kênh của Nhung TV nhá. Hôm nay cả nhà Nhung thay đổi món, không ăn cơm nữa. Thì hôm nay Nhung đi chợ mua làm mệt bún đậu mắm tôm. Ăn rất là ngon đấy cả nhà. Nhưng mà bún đậu và tan lợn và các loại rau sống và bún. Còn các con thì ăn gì nào? Ăn mì. Mì xào. Mì xào bò. Xúc xích. Ở đâu đây là chảo. Mì xào bò. Hay ăn mì xào bò với xúc xích với lại rau cải ngọt. Rồi các bạn ăn nha. Rồi các bạn ăn nhé. Ăn là rau khoảng là nhỉ. Ngon quá. Nước trà rất là thơm. Ơ nó đây của bố nhé mà. Đây của bố không có này mà. Này của mẹ mà. Em lấy đậu đi ra. Bố lên ngồi ăn đi. Bì có ăn con. Tôi bì miếng đậu này. Đấy. Bì xin chào các bác đây nào. Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn đi nhá. Đây món bún đậu bún tôm ngon lắm cả nhà ơi. Bún đậu mắm mắm. Mắm hôm nay em trưng lên ấy, cho nên nó ăn nó đảm bảo. Ăn trưng bản bạc. Mắm trưng lên thì nó ăn nó đảm bảo lắm cả nhà. Làm cái gì? Ừ, mùi ra bụng ấy. Buổi tối ăn thì nên trưng em. Nó tí dầu em. Không mà ăn nha. Có thú ăn ấy. Nó bị nổi ghê, ăn thế. Đi vào đây không nào. Mẹ hôm nay Tống bảo là mẹ Nhung đeo con cá này đi xinh lắm. Nên mẹ Nhung đeo con cá của chị Tống này. Các bạn ơi, bún đậu ấy mà ăn miếng kinh giới với nhà phía tô ấy, ăn hợp lắm, rất là thơm. Gì con? Cá ăn bún đậu bán bún. Cho miếng này. Đấy. Bún đậu mà ăn với kinh giới và tía tô để ăn nó thơm lắm, nó là hợp. Và tía tô chỉ có các loại bạn chứ không cả nhà. Rau thơm của Việt Nam mình là ăn rất là tốt đấy. Thần dược. Con ăn đi con. Có phải nhạy chào quá không? Ăn ừ. Lấy con phải kéo thì cắt cho con nữa. Cả nhà biết cái này là cái gì không? Đây là rượu đông trùng hạ thảo đấy cả nhà. Một người khỏe, hai người vui này. Uống cái này cũng giảm mỡ máu rất là tốt sức khỏe cả nhà nhá. Cái này bên viện cơ điện nông nghiệp bên em bán nhé. Các bác nào có mua hàng thì liên hệ với em nhá. Rất là nhiều tác dụng để giảm mỡ máu này, điều trị chứng mất ngủ này, phòng chống bệnh ung thư này. Đấy. Và một người khỏe hai người vui này. Có gì liên hệ với Nhung theo số điện thoại 0974261916 nha. Để tư vấn hơn nha. Được 20.000 nha. Cái tai lợn ngon chưa cả nhà ạ? Ăn giòn lắm. Chắc đã ăn hồi xưa ấy mẹ em làm mắm tôm hồi em còn nhỏ bằng mắm cống ấy này. Là mẹ em mua mắm tôm về chấm với thịt này. Hồi đấy chưa ăn cái kiểu bún đậu mắm tôm đâu. Thì em ngửi mùi mắm tôm sợ lắm, không dám ăn. Giống như hôm nay em trưng mắm nện thế, cống với con bảo mẹ ơi mùi gì kinh thế. Nhưng thật ra là em nghiện cái mùi này rồi nên em cảm thấy rất là ngon và thơm. Ôi con ấy, nó còn nhỏ nó chưa ăn được ấy, thì nó ngửi cái mùi này nó bảo kinh. Còn mình thích mùi thum thủ mà là nạ. Cái này em trưng lên rồi đảm bảo rất là ngon. Nhà
Này hai quả ngon thế. Đâu để món nhỉ? Cái này nhắn đi.
ngon quá. Mà dưa chuẩn cả nhà, ăn giòn lắm. Này đi tô ở bên Nhật thì chồng mình bảo là ở bên Nhật nó bán 700 đồng một lá đi tô. Lá to hơn này cả nhà. Việt Nam mình toàn thần dược thôi. Ăn không? Muốn ăn thêm một em bạn không? Bánh mì thì uống nước. Hôm nay mà cân bún thì cả nhà mà hai chồng có ăn hết đâu. Làm món đậu món tôm thì cũng dễ làm và dễ ăn cả nhà. Hai bát của vịt ba thì cái cục cái đá mà ăn hết nước thì mà ba thì nó phải bún đậu mắm tôm. Ăn bún đậu thì ăn mắm tôm nó mới hợp mới ngon, mà nhiều bác không ăn được mắm tôm đâu, phải ăn nước mắm. Nước mắm thì ăn nó không hợp lắm. Hợp nhất thì là mắm tôm. Các con nhìn thấy bảo mắm tôm kinh quá mẹ ơi. Tôm. Ăn đi các anh em. Cấm thử đấy. Mấy nữa con ăn được hết. Lớn lên rồi đi học phải không? Rồi đi làm rồi nữa. Lớn lên đi học đi làm nữa là ăn hết. Đặc sản của Việt Nam mình. Mẹ không cho vào con đi muốn thử. Cái này mà có món chả, món cốm thì cũng ngon cả nhà. Nhưng mà ui, giòn, tai giòn lắm. Nhưng mà đặc sản nhất ý, bún đậu mắm tôm chỉ có bún với đậu thôi là đặc sản. Nó ăn chuẩn vị nhất cả nhà. Mà thêm một tí thịt nữa. Còn như chả với lại nem vào thì không hợp lắm, mình chỉ ăn thêm sau này thôi. Còn chuẩn bị hồi xưa thì uống với đậu cả nhà. Cái đó thơm này. Kìa, em đang đổ nước à? Đổ thịt à? Đấy, ít một thôi. Vì thịt chế nước. Đấy, uống đi. Nào uống rồi nè. Em uống được mà. Ủa, sao mà cổ cả? Nhật tổ bi nữa. Hai con ăn gì nữa nào? Uống nước cái kia thì nó nở to nhỉ? Đem khói này ăn thêm cái gì nữa? Bọn ăn hết suất rồi kìa con này. Bọn ăn cố lên con. Nhưng của bọn nhiều hơn của bóng nhỉ? Đúng nè. Ăn ăn cho nhiều. Bỏ ăn khỏe lên, rồi mặc vui quần áo. Con thấy là một cái mình hào hào mình mới nó ăn thì ba cái. Lần mai trời nhận ăn bún đậu hợp lắm rồi nhỉ. Đậu này em rán chỉ nước rán thôi mà ăn nó rất là mềm, không bị khô. Ăn bún đậu ấy chỉ rán đậu nó rất rán cả nhà. Được không? Em đi chưa nói được. Nhám.
Con sờ con cá ăn trên đây này. Ăn thôi à. Ram mô. Chi chi chành chành. Bây giờ ăn xong rồi. Chị Bấu sẽ ăn hết bát mì tôm trộn với bò đây cả nhà. Đi chợ nào. Đi chợ. Bấu. Thôi em mới can nước ở đây thì cho em tính nước nào lên cơ gì cả. Thôi để em làm chơi đi. Không theo bổng đâu. Thằng nhà ấy ăn tai nợn giòn lắm. Ngon lắm. Bún này mua cái bún lá này. Ăn nó chắc, ngon. Rất chảy nước. Con ăn đi con. Ăn đi. Ngồi xuống để chúng ăn đi, bụng mới ăn tí thôi. Ăn thêm tí nữa cho bụng của ta. Bụng lắm. Thôi. Cẩm ơi. Nhớ đi ăn lau lau cho em cái. Lau cái nền nhà, nước nó chảy ra. Hai vợ chồng em ăn đây là vừa rồi nhỉ. Ngon ngon chưa con? Ngon rồi thôi, tí nữa tí uống chút nước thì no rồi. Ăn được một tí thôi. Từ nữa học xong nhỉ ăn. Ăn một nửa thì uống đi không? Tí nữa nó mất ngon, không ăn được đâu. Ăn một nửa thì uống đi. Ăn nửa đấy, nó uống ăn một nửa. Anh bao lúc về ăn được sâu thì nướng rồi. Bữa đây anh thì đói quá. Cái món này giống hợp hơn, giống như ăn mì tôm ấy, giống thức ăn hơn. Mì nó dai thì anh bao nó khó nhai. Lòng anh đang thay ấy, thế ra cái nào ấy mình nhiều kiểu. Nhưng mì lâu lắm. Bon chỉ ăn phở nó mềm thì nó dễ ăn cả nhà. Bóng thì ăn mì tôm, còn Bon thì ăn phở. Nhà muốn một phở thích cả nhà. Ăn xong chưa? Ngon chưa? Ngon đấy, ăn cũng nhờ học bài xong rồi. Ngon thì đi đâu kia, tí nữa ăn. Ăn lâu mồm đi con, tí nữa ăn tiếp. Anh Bo mà sở thích mà ăn phở nó hết bát rồi đấy. Mì tôm thì anh ăn được ít rồi. Mì tôm nó dài, khó nhai luôn. Một tuần em cho con ăn hai buổi mì tôm thôi. Ăn nhiều quá không tốt. Nóng tôm như thang hồng không? Vừa. Hôm nay ăn cái gì cũng vừa miệng ở nhà. Rất là vừa ngon. Mùi nóng này em nghiện luôn rồi nhỉ. Ngon. Đậu ăn mềm ngon quá. Đi xem TV với hai anh chị ấy.
Mở bé đi đi thôi bóng ạ. Con chăm TV ấy, mà cho sợ nhạc bản quyền ấy, nó con là bé không? Chồng em mà ăn ngon á thì mà không phải đến đời nhỉ? Nó nốt được bố thì cũng đấy nhá. Một cân bún hẹp chồng chén gần hết. Bún bìa đậu thì ăn hết khoảng tầm 3 bìa ở nhà. Một cái tai nhọn thì ăn hết 3/4 cái tai rồi. Hai quả dưa chuột thì ăn hết 1.5 quả được cả nhà. Của bé nhá. Nhưng mà sao? Việt Nam mình đồ ăn phong phú đa dạng, rất là nhiều món ăn ngon. Ăn miếng dưa nó kêu nó sộn sộn luôn cả nhà. Kiểu ca. Đây là bạn. Nhà ăn là người sau cùng và ăn tỉnh nhất nhà. Người béo nhất nhà cả nhà. Đại ca, nhị ca, tam ca. Các con cần gọi là nhung béo. Mi được gọi là tam ca. Tam ca. Chứ món muốn đậu tôm thì ăn miệng luôn cả nhà. Đi đang. Đi ra xem cho các bạn điều này như ở trên sau. Đi thêm ra đây. Dừa giòn ngon quá. Hôm nay em làm mì bún đậu mắm tôm thì ăn cũng gần hết rồi, cũng no rồi cả nhà.
thì video của em cũng dài rồi. Các bác xem video của em thì hãy like và chia sẻ, đăng ký kênh của TV nhá. Xin chào.